mà 12 triệu view. Tập này chị Thảo hát hay quá, chắc nổi tiếng luôn rồi. Cái phong cách rap của em á, tốt nhất nên ở nhà hát một mình. Này, bữa đó bị đau họng hát chưa có ra chất gáp. À, nếu mà chị chưa có cam tâm thì mình tổ chức thêm một cuộc thi nữa, kinh như là bạn giám khảo. Con gọi điện tập hợp mấy đứa lại đây đi, rồi mình thi. Dạ. Đi gọi để mập chứ coi, chắc gì này nó còn đang ngủ á. Chắc lần này anh Vinh tổ chức cuộc thi ngoài trời luôn quá. Chứ cái căn phòng Pokemon anh Vinh nâng cấp thành du thuyền rồi. Thôi kệ đi, mình đặt ở đây các bạn với lại hai cái ghế cho ban giám khảo ngồi chấm điểm. Tiếp theo là bọn mình sẽ làm hai cái bảng tên của ban giám khảo. Cái này là giấy đề can giống như giấy nhãn của các bạn đó. Gỡ ra dán vô lại dính à. Mở ra. Dán vô nè. Đúng rồi. Tại sao lúc nào Thúy hát cũng phải mời anh Đạt vậy? Anh Đạt là ông bầu showbiz của cái xóm này đó. Đừng có giỡn mà. Chạy đi kêu anh Vinh với anh Đạt vô đây. Ừ. Trong thời gian chờ đợi bọn mình sẽ ứng số cool nha. Đó, vô nè. Sữa cua đang có chương trình khuyến mãi hiệp ước tạm hòa sang quà cực đã, chương trình diễn ra từ ngày 1/5 đến ngày 30/9. Sang thẻ cua phiên bản đặc biệt trong mỗi lúc sữa để nhận quà nha các bạn. Các bạn sang được 24 thẻ quà cua, các bạn có thể đổi được một bình nước giải nhiệt nha. Sưu tập 36 thẻ quà cua sẽ đổi được một ba lô chống gù phản quang. Đặc biệt may mắn sang được thẻ xe đạp sẽ đổi được xe đạp thể thao cua. Hổm gà quay phim nhiều cho nên mình uống sữa sô cô la đủ mạch để có nhiều năng lượng nha. Trời ơi. Hôm nay em nhờ anh Vinh với anh Đạt làm ban giám khảo cho tụi em một lần nữa. Ban giám khảo cho cuộc thi gì vậy? Rap. Anh nhớ lần rồi giọng cách team mình đã có rap rồi mà. Cuộc thi rap lần trước chỉ là thử giọng thôi, cho nên lần này bọn em muốn có cuộc thi rap chính hiệu. Ừ. Ở lần trước những ai thi rap rớt đâu? Em. Lý do nào mà khiến cho mấy đứa thi rớt mà vẫn không nhục chí vậy hả? Lần trước em đau có họng gắn có được. Còn em á thì do bị đau bụng gắn có nổi. Được rồi, mình rớt á là do bị đau đầu các bạn ơi, tập trung hát không có được. Còn mình lần trước thì bị đau chân nên rap không có nổi. Này nó dốc nè, cưng rớt là do cười trong lúc hát. Bài đặt đổ thừa hoàn cảnh đó hả cô? Mấy đứa thi gì khẩn trương giúp anh nha. Buổi chiều anh còn ba xô đám cưới ở nhà nữa. Rồi, ấm gà trời mưa mà sao đắt xô dữ vậy? Ê dữ lắm anh ơi, mà nói gì cho nó sang. Thí sinh nào lên thi đầu tiên? Tiên lên gác kìa. Hôm bữa mình hát trước rồi, bây giờ chị Phương lên đi. Chơi luôn. Rồi lấy mic đây. Dạ. Xin giới thiệu với ban giám khảo và các bạn ở đây, mình tên là Phương Black. Phương Black là Phương gì? Black là đen đó. Phương đen thì nó đại Phương đen đi, Phương Black. Em xin trình bày một ca khúc tên là Giận. Cái gì? Bài tên gì? Giận. Cái bài gì đâu có một chữ gì trời. Bài Giận này của ca sĩ Huỳnh Thanh Sáng cũng hay lắm. Mưa to cũng giận, nắng gắt cũng giận, cúp điện cũng giận, trăng sáng cũng giận, nói nhiều cũng giận, nói ít cũng giận, anh cười cũng giận, anh khóc cũng giận, cái thằng trong phim nó chết. Giận con mèo hàng xóm đẹp hơn, giận không lừa được đồ để mặc, giận trà sữa không ngon nghe tôi, giận đời thì em còn ắt hơn cả ông trời. Sáng nắng chiều mưa không ngày nào mà dự báo, anh thề yêu em sẽ mãi mãi không rời, thế là em bảo đem gần đi trừ heo, mặc kệ lũ bạn cười khinh, bộ anh có xịn nhất vẫn là em. Yêu em bởi vì cái tính cũng chính cái tình anh mới dính em. Chào tất cả em xin được kết thúc. Con Phương này nó rap thì ok mà nó hát thì dở thiệt. Để coi ban giám khảo nhận xét thế nào. Phần thi của Tiểu Phương lần này có tiến bộ hơn so với lần trước, hát rất đúng nhịp. Tuy có một số chỗ anh nghe chưa có rõ lời, nhưng anh vẫn khuyến khích cho vô vòng trong nha. Ừ, như các bạn cũng biết đó, giọng hát của Tiểu Phương có thể nói là chim sa cá lặn mất xác. Tuy nhiên, lần thi này bạn ấy có thể rap tốt được như vậy, chứng tỏ bạn ấy đã nỗ lực rất nhiều, rất đáng được trân trọng. Anh cho em lọt vào vòng trong luôn. Đưa mất đây. Mình tên là Trần Anh Ngọc mà mấy bạn nữ trong lớp kêu mình là Ngọc ngốc nghếch không à. Chị Phương qua được vòng 1 rồi, lên lấy bóng nước sữa đi kìa. Rồi xém quên luôn á. Em xin trình bày ca khúc là Nhất Long Thăng Thiên của ca sĩ Zombie. Vô luôn nha.
thành thiện công quả, ngẩn đầu vương vai, điêu luyện giữa mây văn tiếng sông ngọc ca, đứng trên đá đánh tung bảo đạn, người gọi ta cả gầy hào hốc, nhưng trời ban cho một bộ não vàng, ta thích chơi nhạc và thích làm thơ, vẽ thiên cơ trên bàn cờ, làm những điều các ông thằng ngọc dễ gì dám cười nữa, dễ mà cười nữa gớt nữa, đồng dao còn vì hồng bao không đáng mà quỳ, lấy kinh nghiệm ra dạy đồ nhi, gặp nguy hiểm phải ráng mà lì, tiền bạc danh lợi thì có là chi, còn lại nghĩ thấy không bán mà thấy. Giọng của anh Ngọc hát bài này nghe hùng hồn ghê chưa? Chắc A Ngọc đậu rồi đó. A Ngọc lần này xem ra đã bỏ được cái tật vừa hát vừa cười rồi đó ha. Giọng hát rất là khí thế. Anh rất là thích cái giọng hát của em. Có lẽ A Ngọc sẽ là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất trong cái mùa năm nay nha. Anh cho A Ngọc đậu. Yeah. Giống như tên bài hát Nhất Long Thăng Thiên, rất là hùng hồn. Hôm nay A Ngọc hoàn toàn lột xác so với cái lần thi trước, rất xứng đáng vô vòng trong. Yeah. Mình đậu rồi bạn ơi. Anh hai ơi, cha mẹ ơi, con làm được rồi. Gửi tàu rồi mít đây. Lại lấy sữa. Bốn lóc nè. Mày hát dở như vậy mà cũng đậu nữa Ngọc. Hát dở như vậy nhưng mà nó đậu mày ơi. Còn mấy thằng hát hay như mày á, rớt hết trơn à. Xin chào các bạn, mình tên là Dương Quá Lộn, Dương Quấn. Hôm nay xin trình bày ca khúc Bắt Thích Ăn Chính của Tuấn Rai. Dương mà gáp là đậu chắc rồi. Tên lượt của Tiểu Dương rồi nha. Cuộc thi trước mình rất là ấn tượng với thí sinh này. Xuất thân là trai Bắc Ninh, tôi lấy miếng trầu lên đầu câu chuyện. Người Bắc Ninh muốn chồng chữ tình nhưng muốn cãi nhau mày ông lên huyện. Bắc Ninh có bánh phu thê, đàn ông phải có nói trong người. Đây như nay cũng từng chơi bóng, từ khi đến đây cũng nghe đang cười. Chị hai cầm nón quay thao, có tiếng hát thanh niên nhớ nhào. Đất con biết ông đến từ đâu, vì đất quen họ luôn luôn đón chào. Thư bạn từ Bắc vào Nam, đi đến đâu cũng có cái hay. Đi về đàn học ngồi thầy khô, nhưng không thể thiếu được cái bắt tay. Đúng như anh Tony nói, có lẽ bạn này là một trong những thí sinh nặng ký nhất trong cuộc thi lần này. Quá hay em ơi, vô vòng trong. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Trình độ rap của Tiểu Dương đã một cái đẳng cấp hoàn toàn khác so với những thí sinh còn lại. Không phụ đi sự kỳ vọng của anh. Anh, em đậu rồi đó, vô vòng trong đi còn đợi cái gì nữa. Có to rồi mày, rồi qua lấy sữa. Nhìn nó lấy sữa mà cũng lâu nữa kìa. Đây. Mình xin hát bài này ra tattoo chắc anh trở thành Linguini của ca sĩ Di Đắc Kỳ. Cái bài này đang làm mưa làm gió trong thời gian gần đây. Em hát nghe ban giám khảo. Này ra tattoo chắc anh trở thành Linguini. Anh đưa em lên sofa xem phim đờ như CV. I fly now now but xin cô lưu ý ni chi. Em ơi lên đây đu đưa đi. Lên lên trên du thuyền mà anh thà đâu đây. Em fly em bao nhiêu thì em là quà. Dừng lại giùm anh đi. Thí sinh gì mà hát dở khủng khiếp. Anh Vinh, mời mốt có tổ chức cuộc thi hát á, làm ơn đừng có mời thí sinh này nữa nha. Rớt mày. Chỉ là một cuộc thi nhỏ thôi, kiểm soát cảm xúc lại đây. Anh Vinh ơi, em biết em hát dở rồi, anh bình tĩnh lại đi. Thôi tiêu qua đại rồi, anh Đạt dễ vậy mà còn cho rớt thì đừng nói chi tới anh Vinh. Một sự chuẩn bị không tốt. A Đại hát sai lời, sai nhịp, sai giai điệu. Rớt. Mình thấy mình hát hay lắm mà ta, sao đi thi lần nào cũng rớt hết trơn á. Các bạn thấy mình hát có hay không? Nói thiệt nha. Mời thí sinh tiếp theo. Em. Chị Hảo. Mình sẽ rap bài 66 đồng hát phiên bản thả thính nha. Bài này của anh Phan Án trên TikTok nè, mình cũng thích lắm các bạn. Dán lên chị Thảo ơi. Dán lên chị Thảo. Nhạc phiêu cháy bảo anh như là công tước. Em là người con của miền sông nước. 66 đồng tháp chính là quê em. Đầm sen bát ngát trọn vẹn một cái màu xanh. Nhạc em bày tỏ như là cơn gió. Mùa này chị Thảo gấp hay hơn được trước nè. Trái tim không phải họ săn. Yêu anh là do kiếp trước em mắc nợ chăng. Em không phải đại gia không nhiều đô la. Mà yêu em sảng khoái như là coca. Chất phát thật thà trong những lời nói. Nên yêu em là đừng có từ chối. Nửa bài đầu chị Thảo hát ok. Còn nửa bài sau hát lệch nhịp hết trơn. Kiểu này chắc đi theo vết xe đổ qua đại nữa rồi. Sai nhịp hết trơn luôn. Mặc dù lần này anh đã thấy được chị Thảo đã cố gắng hơn rất nhiều so với cuộc thi trước. Tuy nhiên thì cái trình vẫn chưa đủ. Đừng có buồn nha em. Rớt. Trời ơi cái gì, xem thường với giám khảo hả? Hát dở rớt thì chịu. Giống em vậy nè, nhục chút xíu hết hà. Tại vì hôm nay bị đau của họng. Bạn Thảo này, lúc nói chuyện thì như hát rap, mà đến lúc hát rap thì như nói chuyện bình thường. Đúng là hiện tượng lạ trong làm âm nhạc. Rớt. Mời thí sinh tiếp theo. Cuối cùng thì cũng tới lượt mình rồi. Các bạn thấy mình hát hay á thì nhớ cho một like nha. Rồi. Em xin tự giới thiệu, em tên là Vũ Thanh, xin hát bài Cố Nhân Tình của ca sĩ Giới Chất.
Em vô luôn nha. Vô luôn. Thập tứ từ bé không biết gia đình, chỉ sống cùng mẹ không biết cha mình, không ai dạy dỗ nên sống xô, bao nhiêu ăn trái là sống xô. Chị Thảo bài gáp này cũng thuộc hết á, mỗi tội là cái không hay thôi ạ. À. Giang hồ vốn dĩ cái đầu lặng không sai không đúng mà chỉ cần có quyền mạnh. Thập tứ lớn lên chứ tình thương, xa cơ sắc thế cho tình trường. Cứ nghĩ mình đã tìm được hạnh phúc nào ngờ toàn gió trái nên bi thương, người từng bán đứng hay là bội bạc, hay lòng đổi dạ cho một nốt nhạc. Ngày xưa vì đã làm say mê bao nhiêu ăn trái là hư vô. Bài hát của mình tới đây là kết thúc. Lần thi này Vũ Thanh rất có tiến bộ, đỡ ngọng hơn so với cuộc thi trước. Và Vũ Thanh á, có nét ốm ốm, mỏ nhọn giống như anh Dế, nên mình cho vào vòng trong. Vũ Thanh rất tiến bộ nha các bạn, giọng điệu rap rất là gắt. Với lại nhìn kỹ á, thì thấy thần thái của Vũ Thanh cũng sắp bằng 1/100 của anh Dế rồi đó. Vô vòng trong em ơi! Yeah. Sau bao nhiêu nỗ lực, mất ăn, mất ngủ, mất luôn cả người yêu, cuối cùng mình cũng đã lọc đèn trong rồi bạn ơi. Giờ lấy ly sữa. Đây, thấy bốn lốc nha. Thôi đi về. Rồi Á Tiên hát bài gì? Em tên là Á Tiên, em sẽ trình bày bài hát Nắm bàn tay say cả đời của ca sĩ Đạt Trần. À, hôm bữa chị Thảo gáp bài này rồi nhưng mà gớt nghe. Không lẽ Á Tiên muốn lặp lại với xe đổ của chị Thảo hả ta? Nắm tay em là say cả đời, nói đúng chứ không hề sai, hạnh phúc không cần cầu kỳ, chỉ là có em kề vai, chúng ta thì luôn cần mở, còn bắt thì vẫn cần bơ, trái tim anh cũng mình nói rồi, chị Thảo bài nào cũng thuộc hết á, mà có điều ghét thì... Anh chỉ sợ bị cô đơn quá, môi em ngọt như sô-cô-la, vừa mới nhìn mà muốn hôn lên má, một hoa như nước như thành, em xinh đẹp càng ngắn càng sai, em ơi là anh nói nhỏ, cho anh nắm được đôi bàn tay, tiết mục của em sẽ được kết thúc. Hay quá Tiên ơi, very good. Sắp tới mình rồi các bạn ơi. Giai điệu bài hát này kết hợp với giọng hát của Á Tiên rất là phù hợp. Quá dễ thương luôn nha mọi người. Tiếc là vòng này chỉ cho đậu và rớt. Nếu mà cho điểm á, là mình cho 10 điểm luôn. Mời em vô vòng trong. Mình không nghĩ vòng này Á Tiên có thể rap tốt được như vậy. Quá tuyệt vời. Vô vòng trong đi em ơi. Lo lấy mất nè. Mình tên là Thành Ngáo và có kênh YouTube là Ngáo TV. Và ngày hôm nay em xin trình bày ca khúc 284 của Wino và B4. Chuyện đàn em thì không nhớ bài lời thương, đây là bài tỏ mà anh không thể nói đời thường. Cảm ơn em đã bên anh khi chỉ có bàn tay trắng. Một thảm chơi như này mà có được em là may mắn. Nên hôm nay em tỏ lòng dành 17 tuổi lung linh. Anh hứa sẽ em hòa thêm một cấp thật chung tình. Như là hứa sẽ chung tính thì em nên cung cấp tình. Ngáo gác chất thiệt. Hay quá Ngáo ơi. Em gác nhiêu đây là đủ rồi. Mời em vô vòng trong. Thành Ngáo lần này có một sự tiến bộ rất là rõ ràng so với cuộc thi lần trước. Quá tốt em ơi, vô vòng trong luôn đi. Mình biết thế nào cũng vào vòng trong mà các bạn. Đi lại sổ rồi. Rồi, vòng 1 kết thúc. Giờ qua vòng này những thí sinh nào vào vòng tiếp theo đâu? Vậy có chị Thảo với mày gớt đó đại. Mình hát dở, mình gớt, mình chịu các bạn ơi. Vậy kỳ lắm, mỗi lần tới cuộc thi hát mà cổ họng mình đau rồi, cho nên không phát huy hết năng lực được. Thôi, thua thì phải biết chấp nhận, để sau này rèn luyện rồi tiến bộ hơn. Anh cho mấy đứa 2 ngày để ở nhà luyện tập và chuẩn bị bài rap ở vòng chung kết nha. Vòng chung kết hát rap có cần biết không anh? Khỏi biết, mình sẽ hát trên nền nhạc karaoke cho dễ. Yeah. Vậy vòng 1 của cuộc thi rap kết đến đây là kết thúc nha. Hẹn gặp lại các bạn ở vòng chung kết nè. Rồi, bye bye. Okay. Rồi, chào. Chào đi. Chào ngoạn thôi. Nãy giờ mình lo bơi không à, bỏ quên Vũ Thanh trên bờ luôn rồi.